Xin chào các bạn. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bạn biết một chị thiền sư. Năm nay là chắc cả trên 80 tuổi rồi. Thì tuy rằng thiền sư này không có rảnh rỗi để mà theo dõi cái những cái chuyện mà bên không có rành về, không phải theo dõi mà không có rành về bên tỉnh thức bồng lai, nhưng mà ổng sẽ chia sẻ những cái lời mà từ ổng nghĩ ra về Diễm My, ba mẹ của Diễm My như thế nào. Thì sẽ em sẽ mời, không phải mời mà là thỉnh luôn, chứ không phải mời đâu nha. Thì là phải nói là tu tại gia nha. Giờ thiền sư làm sao chứng minh là thiền sư ngồi thiền được? Thì khi nào mình, bây giờ mình chỉ phỏng vấn thôi, còn cái vấn đề mà không, bây giờ mình phải phải cho người ta biết là sư phụ á, này là quen cũng lâu rồi, là sư phụ biết ngồi thiền thiệt nha, chứ không phải là không biết. Không, giờ sư phụ lên đây chứ sư phụ ngồi à, kéo lên cái chân cho người ta coi thử đi, coi thử thấy không, để cho người ta biết là được rồi, không ở đâu cũng được hết, cho cho mọi người biết là sư phụ là thiền sư thật sự đó. Nó kéo đâu được à. Rồi, được rồi, mang cái này ngồi cũng được, được không? Được à, cái gì cũng được, ta nói đâu cũng được hết. Tức là mình thiền á, mình ngồi đâu cũng thiền được. Bất cứ nơi nào trên đất, nhà ở đâu, gốc cây, một cái trụ cây à, mà sư phụ tu không có lâu rồi sư phụ. Hồi đó nghe nói ngồi cốc cũng 40 năm hả? À, chắc lâu lắm rồi. Chà, coi cái chân nữa nha. Chắc lâu lắm rồi. Ây, trời ơi, 85 tuổi rồi nha, mà ngồi được như vậy không? Đâu, à, 80... 8 mấy? Xíu chạy là 87. Thấy không, thấy ngồi không? Bây giờ 87. 87 tuổi rồi hả? Ờ, 87 tuổi mà khỏe dữ vậy trời. Không, con này chắc lắm rồi. Dạ, chắc lắm. Ủa, ngồi bây giờ ngồi về nè cho tới tối. Giờ mình ngồi xong để kiếp để tay hay sao? Thì bắt đầu mình ngồi về nè, thì khi mà mình ngồi hàng kéo lên ngồi ha. Thì bắt đầu mới là mình hít một cái hơi thở bằng ý niệm. Ha. Ừ. Thì bây giờ nếu thì nó tự tại thôi, tự nhiên thôi, nhưng mà mình muốn làm để cho, nghĩa là mình muốn nói tất cả những cái điều gì thiền, về thiền hay là sao sao ra thiền, là mình muốn một cái bài gì thiền, nhiều nói về thiền thì thiền nói không hết, nó gọi là một rừng thiền. Nhưng mà như là sư phụ ăn chay trường hả sư phụ? Họ ăn chay trường là từ trước 75 thì ăn lâu lắm rồi, 80 mấy tuổi mà chắc ghê chưa, 87 tuổi còn ngon lắm á, chắc lắm á, coi nè, thấy không? Trước đó quen sư Minh Hạnh này cũng đâu được chắc cũng 5 năm chưa chú, ý vậy còn như chú á, hơn 5 năm rồi. Quen biết cũng trên 10 năm rồi đó nha, phải không? À, lúc trước thì còn cũng hay đi chùa với là chú. Và cũng quen biết cũng như rất là nhiều chú khác nhau. À, mà chú này á khỏe, ngồi được cái này gọi bát già, kiết già, quên rồi. Kiết già. Kiết già. Giờ sao chú ngồi chú chắp tay vậy đó hả? Thì mình ngồi cái thì bắt đầu vào một ý niệm, cái tư tưởng nào ha. Giờ chú có thể ngồi được cả ngày không? Không, ngồi tự tại. Rồi, tự tại luôn. Bây giờ em còn trẻ mà em kéo cái giò này lên không nổi đâu nha. Thì bây giờ về mình niệm, đăng ký niệm, mình làm cái này đó. Là sao giữa có đại chúng rồi. Hay là ví dụ như mình có anh em này kia thân đó, họ muốn học cái gì đó thì mình phải làm những cái động tác đó. Còn không thì bình thường vẫn mới là chắc lạnh luôn mà sao thấy rung cái gì à. Nè, hình như là chú cũng đâu có theo dõi về cái tên, chú đâu có thời gian theo dõi về tin tức bằng mai nó tiểu đâu phải không à. Hình như không theo dõi nữa, không có theo dõi, tại vì ở bên đây chú không có xài YouTube, không có kiểu như mà chơi cái công nghệ cho nên không có coi trên YouTube nhiều về cái những cái đó, không toàn là đọc báo hay là nếu là mình coi tin thì mình sẽ tức, đúng không? À, đúng rồi, không thích cái bị gì tin thì phải tức. Giờ hỏi chú nha, ví dụ như là chú có một người con gái đi mà con gái chú muốn đi tu, chú cảm giác sao? Cho đi liền ha. Phải coi kiếm chỗ nào khác ngồi cho đỡ lạnh không ta? Không lạnh mà con lạnh mà không sao. Nhưng mà cái cô này á lạnh là không sao. Cái cô này là tên là Diễm My,
đã được xuống tóc rồi, được tỉnh thất Bồng Lai chấp nhận đi tu rồi. Mà xong rồi ba má đó thì lại muốn cô về nhà, không muốn cho cô đi tu nữa. Nhưng mà nếu như mình nói tới cái căn duyên là mình đã xuống tóc rồi, coi như là mình đã có tử chủng tử rồi phải không? Mình nói căn duyên chủng tử đó là mình nói theo cái đời là cái phần để cho người ta nghe, để cho người ta nghe, để người ta xúc, để người ta cho. Không có gì, nếu mà nói về thiền thì nó có gì hết, nó là cái không. Mà những người nào mà họ đã phát tâm như vậy đó, xuất phát như vậy, tức là cái duyên là rất lớn, mà cái duyên rất lớn, không có cái duyên nào mà bằng cái duyên mà là đạo Phật. Bởi vì tại sao mà cái duyên của đạo Phật lớn là tất cả những đau khổ, khổ đau gì đây nữa thì đều được chấm dứt hết. Nếu mà vào cái đạo giàu sang nghĩa là phú quý, tiền của gì cũng là buông bỏ hết, thành ra cái đạo Phật nó quý giá là cái chỗ đó đó. Đúng rồi. Nó thuộc về cho nên mình đạo. Cho nên mình có duyên xuống tóc là đã được mặc áo chàng vô rồi. Ok, bây giờ đó nghĩa là cái người đó mà họ phát tâm đó, ở ngoài đó là cái hình tướng cũng mặc áo chàng cạo đầu rồi đó, nó gọi là, xin lỗi, cũng như là hình tướng. Mà cái hình tướng nó rất tốt, người ta phát tâm dũng mãnh. Mà nhất là những người tuổi trẻ mà họ phát tâm như vậy đó, thì mình làm anh em cha mẹ gì đó, là cái đó là một vật quý báu. Cho nên nếu như mình có con cái mình mà đi tu thì coi như là cái đó là cái sự phước báo của gia đình mình. Phước báo nghĩa là bởi vì đó, khi mà mỗi mình sống ở đây với cái xã hội này đó, mỗi ngày mình đi kiếm tiền, kiếm vàng, kiếm bạc, kiếm cho giàu sang phú quý, muốn xây nhà lầu nhà ngói lên, nhưng mà người ta không thấy. Chứ còn tất cả những người mà muốn xuất gia mà đã đi tu như vậy mà còn tuổi trẻ đó, là cái đó quý báu, cái đó là kho tàng vô tận. Tại vì nhiều khi đó anh em cha mẹ này kia nó có một cái tình thương đó, cái tình thương đó người ta muốn giữ lại. Thành ra khi mà cái em cháu nào mà phát tâm như vậy đó thì phải phát tâm dũng mãnh, mà quyết tâm rồi đó, thì đừng bao giờ thối của đề tâm, đừng bao giờ trở lại. Nhưng mà thí dụ như mà cha mẹ không cho vô tỉnh thất tu thì mình có thể tu tại gia phải không? Nghĩa là không vô tỉnh thất tu thì bây giờ mình tu ở chỗ nào cũng tu được hết, nhưng mà mình để tìm cái chỗ tỉnh thất nào đừng cho gia đình cha mẹ biết thấy. Mình cứ ẩn mình tu, mình quyết tâm thì tu cái chỗ nào cũng tu. Nhưng mà lỡ như cha mẹ không cho đi tu mà tìm cái tỉnh thất khác thì lại phiền tới tỉnh khác, tới tỉnh thất khác nữa. Nghĩa là mình đi tìm mấy cái tỉnh thất đó thì đâu có cho, là một hai nữa đó, thì dù cho cha mẹ có đi lại tới tỉnh thất đó, nói gì đi nữa thì con cho 5 lần, 10 lần, 20 lần cũng dứt à, đâu có gì đâu. Thành ra cái đó là một cái tự tại mà cái tức là mình cứ mà mới khi mình có thật lòng đi tu thì mình cứ cố gắng, cứ quyết tâm đi tu, quyết tâm đi tu, từ từ cha mẹ sẽ lỡ bất cứ những cái trở ngại nào. Bây giờ cha mẹ mình có bắt mình trói mình đem về đó đã có rồi, nghĩa là bắt đem về rồi nó cũng đi nữa, rồi bắt đem về nhà nó đi nữa, mà cả 5-7 lần, 7-8 lần như vậy. Rồi cái thì sao lại cha mẹ cũng ủng hộ cho tu. Một cô gái rất là đẹp, còn trẻ lắm, rất là giỏi. Không, nghĩa là rất là trẻ đẹp, rất là giỏi, mà hằng ngàn như vậy đó, mà biết bao nhiêu mà cha mẹ trong anh em dòng họ bà con gì cũng cản trở hết. Có cản trở đó là cái tình thương ở ngoài đời. Đó, cái tình thương ở ngoài đời. Nhưng mà cha mẹ, những người cản trở này đó, không phải người ta không biết, nhưng mà cái tình thương đó người ta muốn dưỡng con cháu lại để mà cho vừa cái ý muốn của người ta ở trong cái chuyện phát tâm. Còn bây giờ mình mà phát tâm rồi đó, hen, cái tuổi trẻ tuổi lớn cần biết mà phát tâm rồi phải dũng mãnh, nghĩa là quyết tâm mình là xuất gia, mình đi tu hay là mình làm chỗ nào cũng tu được hết nha.
ví dụ như những cái hoàn cảnh mà cha mẹ mà thương yêu mình, anh em thương yêu mình, cái đi tìm kiếm bắt mình hoài đó, thì nó không có gì trở ngại cái con đường tu hành của mình. Thì bây giờ mình phải tìm, mình phải xa cách một thời gian. Đó cũng như biết bao nhiêu sư cô mà đi tu đó, thì ông biết nữa là có một cái gia đình rất là giàu có, hàng triệu phú luôn, mà đi nghĩa là đến đó nghĩa là để mà nói với cha mẹ này kia, mà cha mẹ thì thích cái hoàn cảnh đó đó, cái cảnh giàu sang này kia, thì bắt đầu đó là tu. Nhưng mà những người đi tu nó gọi là cội phúc, tình là dây quan, làm sao mình đi tìm cái dây quan đó, một cái khổ đau đó, mà cái hạnh phúc nhất ở trên đời này là những người xuất gia mà phát tâm. Đó là một cái người mà rất là dũng mãnh, mà sau khi mà đi tu được rồi đó thì gia đình nghĩa là dòng họ phước đức lớn đó. Làm sao mà cản? Cho nên cho đó là cái phước của mình. Cái cản trở, một cái ngăn cản đó, ngăn cách đó, thì cái đó đúng là vì cái tình thương. Mà cái tình thương đó là cái tình thương của chúng sanh, của nhân loại. Còn cái tình thương này đó là cái tình thương vượt ra khỏi chúng sanh và nhân loại. Thì tại sao mình không chọn? Dầu cho cái cô đây là có rất là nhiều cô không biết là đẹp mà như tiên nữ vậy đó, vẫn chống cha mẹ cạo đầu đi tu. Rồi cha mẹ đó sau này đó mới thấy được, thấy được nghĩa là cái phước của mình đó. Thành ra ủng hộ vô cùng thành. Rồi đi nghĩa là phát tâm đi chùa nào cũng đi, nghĩa là chùa nào cũng đi, đi làm phước đức này kia, bố thí ba la mật. Còn hồi xưa tới bây giờ đó, nghĩa là cái giữ tiền bạc đó, cái giữ cái đó để giữ, nghĩa là cả thân thể, giữ cả tiền bạc, giữ tất cả những cái gì đây là để cho con mình, cho cháu mình. Nhưng mà nó không còn. Còn đây là một cái kho tàng vô tận mà cha mẹ lắp những cái tình thương đó, thành ra mình phải cho. Cho nên mình vẫn ủng hộ là Diễm Nghĩa My là đi ủng tu. Hộ tất cả, ủng hộ những người đi tu. Và người nào mà ủng hộ những người đi tu là tốt. Mà trong gia đình đó, trong dòng họ anh em này kia nọ đó, thì mới đầu cảm như mà sao ủng hộ là rất tốt. Còn cha mẹ đó thì cái tình thương máu mủ, cái tình thương của con á, phải nói con mình sao mà như vậy, thì mới đầu thôi. Sao phát tâm rồi là phước đức lớn. Bởi vì mỗi ngày mà bây giờ nó nói dụ cha mẹ mỗi ngày đi mua gánh bán bưng khổ sở vậy kiếm tiền, mà bây giờ đây là một kho tàng mà tại sao không cho? Cái là đủ chủng tử mới được đi tu, đủ duyên. Cái duyên lành lớn lắm. Là quá lớn luôn. Rất lớn. Đâu phải muốn cạo đầu là cạo đầu đâu. Nữa mấy người già nè đây nè, bây giờ đối với tôi nè, ha, trường trai từ hồi nhỏ cho tới bây giờ nè, ăn trường trai nè, tu cho tới giờ này nè, ha, mà năm nay là 86 tuổi rồi mà vẫn còn chưa xuất gia được. 86 chứ không phải 87 nha, 86. 86 tuổi. Hình như nghe nói là chú cũng đã là sư huynh đệ với ông thầy Thích Thanh Từ phải không? Nói tóm lại thì chắc là huynh, nghĩa là bây giờ đó các vị hòa thượng đó, thì mình ở ngoài mình kêu lấy hòa thượng rồi, chứ còn hòa thượng đúng như, rồi hòa thượng Thích Thanh Từ cũng như đàn Thanh Từ. Nhưng mà nếu mà nói về so về cái thầy đó thì nghĩa là anh em với nhau rồi. Cũng như hòa thượng Thích Thiện Hoa, ha, hòa thượng Thích Thiện Hoa thì ngài hòa thượng Thích Thanh Từ đó là đệ tử của hòa thượng Thích Thiện Hoa, cũng xuất gia đó, thì tôi là đệ tử của hòa thượng Thích Thiện Hoa, tức là sư huynh trong trong cùng thầy. Cùng thầy. Dạ đó, dạ hiểu rồi. Mà tôi đó là lại quy y, là xuất gia, quy y chứ chưa xuất gia, nghĩa là trước các vị hòa thượng. Tại vì cái dịp mà Trà Ôn á đi công tác, hồi đó tôi làm mình y tá đó, tôi đi công tác thì phát thuốc được cho dân á, mình đang gặp. Bây giờ là hiện tại bây giờ là chú qua Mỹ cũng là mấy chục năm rồi phải không? Hồi qua Mỹ nhưng mà năm nay, hồi qua năm 75 tới giờ ấy, năm 70 chắc 71 72 hả? Không, 74 dạ 74 thì
Con cũng nghe cho chú nói là chú cũng có ngồi cốc một thời gian, ngồi cốc không? Ồ, cái ngồi cốc đó là mấy năm. Mười mấy năm ngồi cốc hả? Là coi như là mình ở Mỹ này nè mà ngồi trong cốc. Phải là sống khổ hạnh suốt ngày. Các bạn thấy không? Thầy sư Minh Hạnh á, là tu tại gia. Là coi như là mình tu tại gia mình gọi là khất sĩ không phải hả? Tu sĩ. Phải không? Tu sĩ là tu tại gia. Tu tại gia thôi chứ tu cư sĩ. Cư sĩ đúng rồi. Tu tại gia. Các bạn thấy không? Ngồi hồi nãy giờ không nhúc nhích. Cái chân nó vẫn mấy tiếng đồng hồ cũng được. Dạ, ngồi cả ngày cũng được. Cái này nó gọi là ngồi kiết già. Cái đó là ngồi kiết già. Bán già. Giờ bán già nữa. Nó nhiều cái kiểu ngồi lắm. Lúc trước em cũng có đi tu thiền với lại sư phụ mà ngồi không lại ổng. Em ngồi một chút là em tê chân nè. Nên giờ phải nói là sư phụ. Quen rồi, mấy chục năm rồi. Thì bây giờ coi như là mình đứng nhất ủng hộ Diễm My tiếp tục đi tu. Vì cái đó là cái sự duyên. Cái đó là đại duyên. Nghĩa là cái đó không có cái phước nào bằng hết trơn á. Bây giờ đó là cha mẹ anh em trong cái tình thương á, là tình thương ở ngoài đời, cái tình thương của chúng sanh mà thấy những cái hiện tại thôi mà không thấy được cái tương lai. Thành ra bây giờ đó nghĩa là thí dụ ở ngoài này là cha mẹ có giàu có tỷ phú đi nữa đó thì cất cho con bao nhiêu cái căn nhà lầu đó, thì cũng thua làm để cho con đi xuất gia. Bởi vì hồi một xưa cái cảnh, nghĩa là một cái cảnh đơn sơ. Bởi vì hồi xưa Đức Phật là từ một ngôi giống như một ngôi vua mà bỏ đi hết. Đức Phật á là vua, một vị hoàng tử, mà bỏ hết vua ngôi mà bỏ hết. Bỏ nghĩa hết. Là ra đi mang cái bình bát đi xin ăn bộ đồ, đi xin ăn thôi, đi vòng đi tới đâu rồi khất thực á. Dạ, khất thực đó. Cái đó ra vừa đủ rồi thì lại gốc cây ngồi người hành thiền thì bắt đầu không có gì đó. Rồi vậy là mà làm vua cũng là rồi con em quý báu thì sư Minh Hạnh này cũng quen biết lâu rồi thì hai sư đồ hôm nay có duyên gặp nhau ở tại cái chỗ McDonald này thì em xin cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này. Thì cái lời mà khuyên của sư Minh Hạnh đó là ủng hộ Viễn My vẫn đi tập tu. Ok thầy coi như là sư phụ Minh Hạnh nha, cái này sư phụ của em. Lâu lắm rồi mới gặp lại ổng á, cũng lâu lắm rồi đó. Trong nhóm đi tu thiền chung á thì có Sử ha, nhiều chú Sử, chú Sử, chú Can, nói chung là nhiều sư quá, nhiều quá kể tới 30-40 người. Nhưng mà cũng có vài người đã qua đời rồi, đã mất rồi. Nhất là chú Sơn, ổng rất là tốt nhưng mà ổng đã mất rồi. Sơn Lâm ha. Sơn Lâm thì em cảm ơn các bạn nhiều lắm. Hôm nay em xin kết thúc cái clip tại đây tại vì phải có việc em phải đi rồi. Bữa nào thì cái chương trình kế tiếp em sẽ kiếm thầy kiếm sư phụ Minh Hạnh để mà phỏng vấn tiếp. Thì nói chung là sư phụ Minh Hạnh rất là ủng hộ cái việc tu hành của Diễm My, vì cái đó là cái đại phước chứ không phải là cái quả đâu nha. Thì em cảm ơn các bạn nhiều lắm và nếu như các bạn thích cái video của em thì hãy đăng ký để mà theo dõi cái video kế tiếp nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Sư có muốn nói gì không? Thầy sư phụ muốn nói gì không nè? Thì trước khi kết thúc có nghĩa là người nào mà muốn xuất gia đi tu á về trên con đường đạo là quý giá vô cùng, nên là tôi xin cầu chúc cho quý vị đó được thành công như ý muốn và một ngày nào cái duyên lành anh em sẽ gặp lại để trao đổi trên con đường tu hành. Ok, chúc mừng luôn hả? chúc mừng nữa là một cái duyên lớn lắm, không có duyên đại nào duyên, lớn bằng đại duyên, dạ, dạ, đại nhân duyên, đại nhân duyên đó, đó là đại nhân duyên. Mà bây giờ đó mình cái ngôn ngữ nói không thể hết, thành ra khi mà nó tùy theo một cái duyên của cái cơ hội đó mà anh em gặp nhau đó, dạ, đúng rồi. Giải trao đổi. Như vậy thì hẹn cái clip kế tiếp rồi. Thì sẽ nói chuyện thêm về cái đạo cho mọi người nghe. Bây giờ là công việc đã xong, em phải đi làm, anh bận công việc có phải đi đạo nó đúng rồi dạ. nó còn rất là nhiều sâu sắc. Thì các bạn muốn nghe thêm thì các bạn hãy đăng ký để sau này sẽ có cái cơ hội. Năm nay là sư phụ này đã 86 tuổi rồi, đã lớn tuổi nhưng mà ngồi kiết già, ngồi cái biết kiết già phải không?
một cái chè. Cái chè hồi nãy giờ mà vẫn chưa buông xuôi nè, thấy không? Đó rất là tu rất là sâu sắc. Thì em cảm ơn các bạn nhiều lắm và xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp nhé. Mình muốn nói là với các bạn đó, nữa nè, mình muốn trao đổi đó, hay là hỏi bất cứ một cái gì về Phật giáo thì mình trao đổi với nhau ok. Thì các bạn nào muốn qua đây mà muốn trao đổi về tu học với lại sư phụ của em á, sư phụ Minh Hạnh á, thì hãy liên lạc em nha qua Facebook nhé. Bất cứ cái gì mà trong cái Phật giáo. Dạ, trong Phật giáo là sư phụ sẽ giải đáp hết cho mọi người nha. Trở ngại gì hay là sao bất cứ cái gì sẽ có một sự lý do trả lời thỏa mãn. Ok. Thôi. Dạ. Ok, cảm ơn các bạn nhiều lắm nha. Xin hẹn các bạn trong những cái video clip kế tiếp. Cảm ơn nhiều.